Echo Mart xin chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mình nhà mình một số lưu ý khi sử dụng lò vi sóng mà anh chị mua về có kết hợp nướng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho nhà mình cách sử dụng với lò vi sóng của thương hiệu Pala với model là LLGM34IMIUE. Dòng này thì sẽ là sản phẩm có kết hợp nướng, anh chị đã nhìn phía trên ạ. Đây sẽ là chế độ hâm nóng dã đông, nó sẽ có mức trung bình, mức cao và mức trung bình cao. Đây là cao nhất ạ, và trung bình cao, đây là mức thấp. Còn phía đằng sau này sẽ là nút nướng và nướng kết hợp. Anh chị lưu ý ạ. Đi sâu xuống phía dưới, nút điều chỉnh này sẽ có chế độ dã đông theo trọng lượng của những sản phẩm mà anh chị muốn dã đông. Ví dụ như là dã đông theo cân, gồm có thấp nhất là một lạng. Một lạng thì anh chị dã động từ 1 cho đến 2 phút, và đó mình sẽ nhân lên 2 lạng. Tối đa sẽ là một cân sẽ là tầm độ 20 phút đổ ra. Còn đi sâu vào phía trong khoang lò ấy, thì anh chị có thể nhìn thấy dòng sản phẩm nó kết hợp nướng thì có kèm theo là cái vỉ nướng và đèn. Anh chị lưu ý khi mình dùng mà chế độ nướng không ấy, thì anh chị có thể dùng kết hợp cả cái vỉ nướng này. Còn nếu mà anh chị dùng vi sóng không thì anh chị bỏ cho em cái vỉ nướng này ra, vì trong trường hợp lò vi sóng mà có cái vỉ này nó sẽ không tốt cho chế độ vi sóng, nó sẽ ảnh hưởng đến lò. Và là anh chị dùng những sản phẩm vi sóng chịu nhiệt như là hộp thủy tinh hoặc là nhựa chịu nhiệt, sành sứ. Khi anh chị chọn chế độ nướng ấy thì nướng cho em những cái dòng sản phẩm mà có cái dạng inox này. Còn vi sóng sẽ không được dùng inox đâu nhá, dùng inox là sẽ hỏng lò vi sóng. Còn vệ sinh thì anh chị đợi trong khoang lò nguội, anh chị lấy một cái khăn ấm, anh chị có thể lau chùi phía trên này đó, hoặc là nếu mà để khử những mùi tanh biếc ấy thì anh chị bắt cho ít lát chanh ở phía đĩa quay này, sau đó mình quay tầm độ 1 đến 2 phút để cho những cái dầu mỡ bám ở trên thành lò vi sóng mình có thể tan chảy ra đó. Còn trong trường hợp mà anh chị thắc mắc là dùng lò vi sóng mà có hiện tượng tê giật ý, thì đó là trong trường hợp anh chị dùng mà dây tiếp mát giúp em nhé, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cách mình dùng đâu ạ. Đó. Trên đây em đã hướng dẫn cho nhà mình cách sử dụng lò vi sóng có nướng của thương hiệu Pala với model là LLGM34IMIUE. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ qua website của Ecomax www.ecomax.vn hoặc trực tiếp tới siêu thị điện máy Ecomax bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, hotline 0243 965 6067 hoặc 0243 965 6068. Ecomax xin chào và hẹn gặp anh chị.